Hello hello, xin chào tất cả anh chị em trong cộng đồng Binote Việt Nam đã đến với video tiếp theo của mình. Ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video hướng dẫn mọi người về cách mở board FPT để chạy Binote nhá. Mở board trên modem FPT. Thì như đầu video mình cũng giới thiệu với mọi người kênh Binote đây Đức Anh. Mình mới lập có 1,27 người đăng ký và mới ra được 18 video. Đấy, thì mong mọi người tham gia kênh của mình, ủng hộ cho mình xin một nút like, một nút đăng ký kênh để mình ra được nhiều video thú vị hơn. Ok, bây giờ mình sẽ quay trở lại. Ở đây mình đang team view máy cho một bạn này đang chạy mạng FPT. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người mở board trên modem FPT nhá. Thì những ai đang xài mạng FPT thì chúng ta cùng xem clip này. Mình sẽ hướng dẫn chi tiết nhá. Thì như trên màn hình đây, các bạn thấy đây đang có hai app Docker và Binote đang chạy. Đây, đang khởi chạy vào. Vẫn đang cắt chính áp. Cái này là máy mình vừa mới cài nhá. Mình vừa mới cài thì hiện tại đây mình đang vào trang bimode.de này. Đấy. Node open này, mình scan này. Đấy. Tất cả các cổng đều đóng. Thì bây giờ nhiệm vụ của mình là sẽ mở board ở trên modem. Thì để truy cập được vào cái modem này thì các bạn cần phải biết được cái địa chỉ default gateway nhá. Sẽ có hai cách. Thứ nhất là các bạn ngửa cái mặt dưới của cái cục modem nhà các bạn đang dùng nhá. Cái cục trực tiếp từ cột về, kéo dây từ cột về cắm thẳng vào cục gốc nhá. Các bạn sẽ phải truy cập vào cái trang địa chỉ đấy để mình truy cập vào modem mình mở board. Cách thứ hai là mình có thể mình vào bằng, tốt nhất là các bạn nên dùng cách này này. Các bạn vào CMD là mình hướng dẫn rất nhiều ở các clip trước rồi. Đây mình vào cái kính tìm kiếm này. Sau đó mình gõ CMD này. Enter này. Các bạn ghi là IP config. Đấy, ghi đúng như này nhá. Ấn Enter này. Rồi, nó sẽ ra được như này. Thì mình cần phải truy cập được về cái địa chỉ 192.168.1.1. Đấy, có cái cục modem thì sẽ là .0.1 hoặc là .1.100. Thì mình ở đây nó hiển thị lên như nào thì mình truy cập đúng như vậy. Rồi, bây giờ mình sẽ vào mở tab mới này, 192.168.1.1, enter này. Đấy, nó ra như này thì nó sẽ ra hai dòng là username và password. Thì thông thường modem FPT ở mặt dưới nhá, các bạn ngửa mặt dưới lên nó sẽ ghi là username và password này. Thì mình sẽ nhập username mặc định nó sẽ là admin này. Đấy, còn password ở dưới các bạn sẽ nhập vào. Thì password nếu như các bạn nhập vào ấy mà nó không đúng ấy thì là nhà mạng người ta đã đổi, thì các bạn cần phải gọi tổng đài nhá. Và số tổng đài của FPT là 1900 6600. Đấy, các bạn gọi số này. Đấy, mình để trên đây 1900 6600. Các bạn gọi số này và các bạn bảo là xin mật khẩu để truy cập vào modem. Thì người ta sẽ hỏi cái số điện thoại đăng ký đường truyền, các bạn đọc số điện thoại này ra. Sau đó người ta sẽ cấp cho mật khẩu và các bạn hỏi thêm một câu hỏi nữa là mở IPv4 để mở board camera hoặc là để chạy Docker ảo hóa. Đấy, các bạn sẽ nói vậy thì nhân viên tổng đài họ sẽ hiểu và sau đó các bạn sẽ tắt modem đi, khởi động lại nhá. Ở đây thì mình đã bảo cái bạn này xin trước và mở IPv4 trước rồi. Thì nó mình đã lưu sẵn cái mật khẩu ở đây. Đấy, khi mà các bạn đăng nhập lần đầu tiên vào ấy, nó sẽ có cái mục lưu ở đây này. Mục lưu ở đây này thì nó có cái lời nhắc này, mình lưu lại thì lần sau mình truy cập nó nhanh. Đấy, bắt đầu mình nhập mật khẩu vào, mình log vào này. Thì đây là toàn bộ cái giao diện của modem FPT nhá. Hầu như cái modem FPT này nó sẽ có giao diện chung ở như này. Thì việc đầu tiên tất cả những modem của các nhà mạng mở board đầu tiên các bạn cần phải tìm được cái địa chỉ IP IP WAN nhà mạng cấp cho modem nhá, với lại cái địa chỉ ở trên cái trang bimode.de này, đây này. Đấy, nó tức là cái câu hỏi vừa nãy mình bảo mọi người hỏi là bảo tổng đài mở IPv4 để chạy Docker ảo hóa đấy. Đấy, các bạn phải đối chiếu cái địa chỉ 58 này, đuôi 130 này, nó phải trùng với lại bên địa chỉ IP WAN. Thì để vào được cái địa chỉ IP WAN này thì các bạn đây, các bạn chú ý nhá. Đây là toàn bộ giao diện này. Mình sẽ tìm được cái dòng WAN status nhá. WAN status là dòng thứ 3 từ trên xuống đây này. Đấy, sau đó các bạn kéo xuống dưới. Kéo xuống dưới đây, mục IPv4 nha, mình quan tâm đến IPv4 nha, IPv6 mình không quan tâm. Đấy, thì nó sẽ ra WAN IPv4 address này và WAN IPv4 NetMask. Thì đây, các bạn để ý là WAN IPv4 address này 58.186.56.130. Đó, bên này cũng vậy. Ok, vậy là mình đã hoàn thành được cái bước gọi điện cho tổng đài đã xong nhá. Tiếp đến bắt đầu mình tiến hành mình nắp bọt cho cái modem này này.
Thì để nắp bọt được vào thì các bạn vào truy cập vào mục Security Setup bên này này. Đây nhìn trên màn hình này. Rồi, sau đó mình sẽ kéo xuống mục DMZ Hosting. Rồi, sau đó mình cái này nhá, cái này mặc định nó chỉ có một dòng, mình để nguyên nhá. WAN connection để nguyên này, tiếp tục đến set DMZ này, các bạn chọn là enable nhá. Rồi, nó sẽ ra như này, device mình cũng mặc định mình để nguyên như này. IP address, cái này chính là cái địa chỉ mà các bạn tí nữa các bạn nát vào cái IPv4 của máy tính nhá. Thì thông thường mình vẫn hay làm cho mọi người ở những cái clip trước ấy là mình vẫn để .222 nhá. Ấy sẽ là 192.168.1.222. Đấy mọi người lưu ý nhá, cái chỗ .1 này này, .1.222 này thì nó sẽ dao động từ từ .1.2 cho đến .1.255. Thì các bạn càng để cao lên thì nó tránh bị trùng IP. Vì ví dụ nhiều bạn để .2 hoặc là .12 hoặc .9 gì đấy, những cái số thấp ở dưới nó rất hay dễ bị trùng IP, nó dẫn đến trường hợp bị mất mạng. Nên các bạn cứ để cao cho mình 192.168.1222. Rồi sau đó mình bấm update lại. Tiếp đến mình vào mục bọt forwarding này, bọt forwarding bên này. Rồi tiếp tục đây là dòng 1 của mình vẫn để nguyên custom này. Dòng 2 cũng để nguyên manoni này. Rồi đến dòng IP address là mình cũng điền là 192.168.1.222. Rồi tiếp đến dòng 3 là Ethernet LAN. Mình sẽ điền ở đây đối với modem FPT, tất cả các modem của nhà mạng FPT chúng ta phải mở từng cổng một nhá. Chúng ta không mở tắt được từ 31400 đến 319 đâu. Nó sẽ bị nghẽn mạng. Đấy, bây giờ mình sẽ phải mở từ 31400 đến 31409. Bây giờ mình sẽ gõ là 31400 này. Rồi, các bạn sử dụng nút tab cho nó nhanh nhá. Mình bấm nút tab này. Tiếp tục đến cái chế độ này TCP nhá. Mình để nguyên TCP này. Tab này. Starting bọt bắt đầu là cũng 31400 này. Bọt kết thúc cũng 31400 này. Rồi, mình kéo xuống dưới mình áp vào này. Đó, xong một cổng tương tự. Cái này mình mặc định mình phải để là .3.2 nhá, mình không được thay đổi. Rồi 00 xong bây giờ đến 01 này. Đó, tab tiếp này. TCP bỏ qua này, tab tiếp này. 31401. Áp vào này. Đó, mình cứ mở tương tự như vậy. Mình mở tương tự như vậy đến 31409 nhá. 31402 này. 31403 này. Ba một bốn không bốn này, 314 31404 31405 này, 31405 xong rồi đến 31406 này. Đấy, chúng ta phải làm từng bước một nhá. 31407 này, 31408 này, 31409 này. Rồi ok, bây giờ mình kiểm tra lại một lần nữa nhá. .222 này. Ok, TCP này. Rồi 00 01 02 03 4 5 6 7 8 9. Ok. Đấy, các bạn đã thêm xong rồi. Sau đó mình sẽ, sau khi mình thêm xong bằng này cổng rồi nhá, mình sẽ quay về này. Mình check bọt ở bên app.bmode.de này. Thì để đảm bảo được cái cổng nó thông nhá, thì các bạn cần phải bật hai app Docker và Binode. Rồi. À quên, xin lỗi mọi người nữa, mình còn đang thiếu bước mở, mình set IPv4 cho cái máy tính này nữa. Đấy thì cũng như các nhà mạng trước thôi, mình sẽ chuột phải vào cái máy tính này. Bạn nào dùng wifi thì cũng chuột phải vào wifi nhá, biểu tượng wifi nhá. Open network này. Rồi, sau đó mình sẽ vào mục internet, dùng wifi thì vào wifi. Đây mình sẽ set cho internet nhá. Các bạn set cho wifi nó sẽ không thông bọt đâu. Các bạn set cho wifi thì phải bắt wifi. Ví dụ như bạn nào dùng laptop hoặc là dùng cái máy kênh mà nó có cả wifi ấy, là mình ví dụ như trong trường hợp mình chuyển wifi sang mạng dây hoặc là từ mạng dây về wifi, nó sẽ bị không thông bọt, nó sẽ đóng bọt. Đấy là do cái trường hợp các bạn set IPv4 này. Cho nên là cần phải lưu ý nhá. Mình phải set đúng theo cái, ví dụ ở đây là mạng dây này, thì nó sẽ có biểu tượng máy tính ở đây. Mình phải vào internet. Mình sẽ mở bọt ở internet. Rồi mình chạm vào internet, sau đó mình vào connected network này. Ở đây mình chọn chế độ mạng privacy nhá. Chọn privacy này, trở về này. Network and sharing center.
Rồi, Internet, Property. Đấy, mình tắt cái IPv6 đi nhá. IPv6 mình để IPv4 tích đúp chuột trái vào dòng IPv4 này. Rồi, ở đây mình set trước rồi, nhưng mình chỉ hướng dẫn lại cho mọi người thôi. Đấy, phải đúng .1.22 thì bọt nó mới thông nhá. Số này mà không phải là số 22 thì nó sẽ không thông đâu. Rồi. Đấy, còn các cái ở dưới tương tự. Cái này mình phải điền đúng theo địa chỉ default gateway ở nãy ở CMD bên này này. Đây là đúng theo cái này này. Nếu mà nó khác cái dòng default gateway này này là nó sẽ bị mất mạng. Đấy, bắt buộc phải đúng như vậy. Rồi, bấm OK. OK, close. Rồi sau khi mình đã tiến hành nát bọt trên modem cũng như là set IPv4 cho máy tính rồi thì mình sẽ quay lại mình kiểm tra lại hai app Docker và Binode đang đảm bảo chạy. OK, đang running, đang chạy. Rồi, mình sẽ tiến hành mình check bọt nhá. Start over này. Rồi, ở đây mình sẽ check ở chế độ dưới 300 ms trước nhá. Scan này. OK. Nó đã thông ba cổng nhá. Vậy là chứng tỏ mình đã mở bọt thành công. Còn trong trường hợp mà bạn nào mà dụ như nhà mạng của các bạn cái độ trễ nó cao này thì mình check ở đây trên 300 ms nhá, nó sẽ đóng ấy. Mình sẽ phải chuyển lại là start over lại và mình check ở chế độ 1 giây. Mình scan lại. Đấy, ở đây dưới 300 ms nó thông thì đảm bảo trên 1 giây nó phải thông rồi. Có 181 ms này, 82, 179 này. OK, vậy là mình đã hướng dẫn mọi người mở bọt thành công trên modem FPT nhá. Thì những ai đang dùng modem FPT thì chúng ta sẽ xem clip này và mở bọt tương tự như vậy. Cái giao diện thì nó cũng xem giống nhau thôi. Đấy, còn trên đây là cái số tổng đài nhá, 19006600 để mọi người gọi, mọi người hỏi cái câu hỏi truy cập mật khẩu truy cập vào modem và mở IPv4 để chạy Docker ạ. Đấy, thì trên đây là cái toàn bộ cái video mình hướng dẫn mọi người. Những anh chị em nào có nhu cầu lắp máy chạy nốt hay là cần cài win hay fix full nội nốt thì liên hệ add số Zalo của mình nhá. Số điện thoại là 0832501995. Ai có nhu cầu cần hỏi về fix lỗi nốt hay là những cái vấn đề gì liên quan về nốt về máy tính thì cứ inbox Zalo mình, Facebook và Lê Đức Anh nhóm Binode Việt Nam, kênh YouTube Binode Lê Đức Anh. Mình cũng xin kết thúc video ở đây. Mọi người cũng đừng quên cho mình xin một nút like, một nút đăng ký ủng hộ kênh nhá. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người có ngày cuối tuần vui vẻ. Tạm biệt.